Hôm nay hai người đóng giả làm người thu tiền điện và đến nhà Willy, mục đích là để hoàn thành tác phẩm bụi. Willy cùng mẹ gấu là hai nhân vật cộm cán trên nền tảng Top Top. Bên cạnh đấy thì Willy cũng là một cây guitar lão luyện, còn chơi cà bê nữa. Willy phụ trách phối khí cho tác phẩm bụi. Đây là một tác phẩm kể về một sở thích quái gở của chị em, đó là nặn mụn. Bài hát chứa đầy sự đau đớn pha lẫn tấu hài, người con trai khổ sở xin người yêu hãy tha cho những cái mụn của anh ta. Willy vẩy đàn lên lên xuống xuống vài cái là đã xong cái beat rồi. Thật lợi hại, cùng chào đón tác phẩm bụi nhé quý vị. Mặc dù trời nóng như đổ lửa nhưng Minh Vũ và Sơn Tùng vẫn bất chấp mặc kín mít để làm màu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. May sao tới nhà Dreambo thì ở nơi ấy là một nơi công nghệ rất cao. Dreambo ra đón hai anh em lên trên phòng làm nhạc. Hôm nay hai người sẽ hoàn thành beat cho bài Cóc và Thiên Nga. Đây là một tác phẩm chứa nhiều ẩn ý. Bên cạnh đấy thì giai điệu cũng rất ma mị và rất có ý đồ. Dreambo hứa sẽ hoàn thành ngay lập tức nhưng để cho hai anh em ngủ quên, ngáy khò khò rồi mới chịu hoàn thành. Dreambo là một producer mới đầy hứa hẹn và triển vọng. Cóc và Thiên Nga cũng là một tác phẩm chứa đầy những xúc cảm và ý đồ. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó. Hết tập này, do Minh Vũ có việc đột xuất nên không thể xuất hiện trong ngày hôm nay được. Sơn Tùng đã phải đích thân đến tận nơi gây sức ép lên Bishop. Vì Bishop là một người rất khó liên hệ. Hôm nay họ làm bài Đâu Còn Nhiều. Đâu Còn Nhiều là tác phẩm nói về tâm tư của người con trai, rất yêu cô gái nhưng cô ta cứ luôn đắn đo mãi không chịu đến với chàng trai. Chàng trai từ ấy mới liên tục hối thúc rằng sắp hết thời gian rồi đấy, mau yêu nhau đi. Bài hát này ngoài Bishop thì còn có sự hỗ trợ của violon Chumi. Chumi kéo đàn ra giết vô cùng, thêm cả Bishop nữa thì như rồng như hổ. Sơn Tùng cố gắng liên lạc với Minh Vũ nhưng không được, nên cả ba người đã chủ động hoàn thành phần beat cho tác phẩm này. Cùng đón chờ nhé. Người con gái này tên là Thùy Mi. Thùy Mi là producer nữ duy nhất của dự án album Thằng Dở Hơi. Đặc biệt hơn là Thùy Mi phụ trách phối khí cho hai tác phẩm chứ không chỉ một. Đầu tiên là Tối Ăn Đèn. Đây là một tác phẩm kể về những cô gái ở những nơi ánh đèn mờ ảo thì rất xinh xắn lộng lẫy. Nhưng khi ra những nơi sáng sủa hơn hoặc vào ban ngày thì ái rồi ôi. Bài hát thứ hai được Thùy Mi phụ trách là Buồn Tim. Đồng thời cũng là bài hát cuối cùng trong album. Người con trai e ngại rằng nếu cô gái bước vào bên trong tim của anh ta sẽ cảm thấy sợ hãi và đau lòng vì bên trong đấy tràn ngập những gì về cô gái đó. Ngoài ra còn có cả sự tham gia của violon Phát Bi nữa. Hứa hẹn sẽ là hai tác phẩm chạm tới cảm xúc của khán giả. Như vậy cũng là kết thúc quá trình phối khí cho album rồi. Mọi người nhớ like và theo dõi ủng hộ kênh của Zalozy nhé.